Tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979, năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc được hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm Nhâm Dần và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất, mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022. Những người tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh thiên thượng hỏa, thường có tính tình cương trực, thẳng thắn. Song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ sẽ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Họ luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Cho nên bản mệnh cần học cách thả lỏng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Địa chi của gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 là Mùi gặp Dần, không xung khắc, bình thường trên mọi phương diện. Còn về thiên can của gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2022, đó là Kỷ Âm Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay, gia chủ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Tháng may mắn của gia chủ là tháng 5 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của gia chủ tuổi Kỷ Mùi cho thấy tuổi hợp đối với mệnh chủ là Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975 và Đinh Mão 1987. Bên cạnh đó còn có các tuổi kỵ như Tân Sửu 1961, Quý Sửu 1973, Ất Sửu 1985. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022. Gia chủ tuổi Kỷ Mùi năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hòa khí là phú và tài bạch, chủ cung yên trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao Thái Âm rất tốt cho phụ nữ. Nam giới được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc.
thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Khi có sao này được kết tinh thì sẽ làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Còn với các cô tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, sao này là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi bị sao Thái Bạch chiếu mạng, trong năm sẽ hao tổn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì phải cúng dâng sao giải hạn hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch, kỵ màu trắng quanh năm. Ngoài ra, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngành sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngành sao giải hạn, Thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngành sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của Thầy Gia Cát. Trong thời gian này, Thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp, hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của Thầy để đặt lịch gặp Thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Đặc biệt, gia chủ tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Quý Sửu, tức tháng 12 âm lịch, từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 21 tháng 1 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào ngày này, mệnh chủ tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Kỷ Mùi không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của cô chú tuổi Kỷ Mùi trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Với may mắn trong sự nghiệp, năm 2022 cô chú tuổi Kỷ Mùi sẽ có những bước đột phá nhất định và có được những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Điều này sẽ có lợi cho hợp tác dự án, lên kế hoạch tiếp thị, hợp tác kinh doanh và cải thiện hiệu suất. Năm nay cô chú cũng có thể gặp một số quý nhân giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh, giữ thái độ khiêm tốn, không bao giờ tự cao với niềm tự hào hay tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ngoài ra, để kích hoạt vận khí, giúp mọi việc hanh thông, thuận lợi, cô chú tuổi Kỷ Mùi cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên, địa, nhân sẽ giúp cô chú tuổi Kỷ Mùi kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, chiêu mời quý nhân phù trợ cho cô chú trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Năm nay cô chú tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp may mắn trong việc kiếm tiền. Một khi đã nắm bắt cơ hội, gặp được quý nhân sẽ thay đổi cuộc đời của cô chú. Cô chú sẽ có những tiến bộ lớn trong sự nghiệp và cải thiện đáng kể sự may mắn cho tài chính. Bên cạnh đó, trong năm 2022, cô chú sẽ nhận được lợi nhuận kha khá từ một dự án tài chính, bảo tồn nước hoặc đầu tư mạo hiểm. Điều này có thể làm cho gia chủ tốn nhiều công sức nhưng thu nhập lại rất cao. Tuy nhiên, dù thu nhập tăng, mọi người cũng đừng mua bất cứ thứ gì mà mình muốn, hãy đầu tư và chi tiêu hợp lý. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc năm 2022, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi điều nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Năm Nhâm Dần 2022, vận trình tình cảm không tốt cho các cô chú tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979.
với những cô chú tuổi Kỷ Mùi còn độc thân, tình cảm rất dễ có được nhưng lại dễ mất đi. Với những người đã có gia đình trong thời gian này, cần cẩn thận kẻo vướng phải đào hoa ảo như quan hệ ngoài luồng. Nếu không thận trọng, mọi người có thể sa ngã, ảnh hưởng đến gia đình mình. Còn với các cặp đôi cũng cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi khi cô chú sợ được lợi. Đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi cô chú chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng bởi việc từ khắc, cô chú tuổi Kỷ Mùi năm 2022 có thể trở nên vô cảm, nóng nảy, chuyển áp lực công việc cho đối tác của mình. Điều đó sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn nữa. Nếu cô chú muốn phát triển mối quan hệ theo cách ấm áp và mềm mại, tốt hơn hết cô chú nên đặt mình vào vị trí của đối phương. Đặc biệt trong thời điểm này, thầy phong thủy khuyên cô chú tuổi Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó hóa giải xung khắc, mâu thuẫn trong các mối quan hệ và với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những cô chú đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi năm 2022 của cô chú tuổi Kỷ Mùi không được tốt. Bệnh tật luôn rình rập để bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là bệnh về gan thận và tim mạch do phải chịu áp lực lớn trong cuộc sống. Hơn thế nữa, mệt mỏi bởi tất cả các loại vấn đề, cô chú sẽ luôn ở trong tình trạng không khỏe mạnh. Sự từ khắc của năm còn khiến tinh thần của cô chú dần kém đi và bất kỳ chuyện vặt vãnh nào cũng có thể khiến cô chú cảm thấy chán nản và mặc cảm. Cảm lạnh và đau bụng cũng có thể xảy ra trong năm nay, cô chú nên tránh thực phẩm sống hoặc cay. Ngoài ra cô chú có thể bị chấn thương khớp hoặc xương trong năm nay. Vì vậy đừng để quá tải công việc và cũng đừng tập thể dục quá lâu. Đặc biệt thầy Gia Cát còn khuyên cô chú tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, kinh phong thủy Gia Cát xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của cô chú tuổi Kỷ Mùi trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Trong năm Nhâm Dần, các chú tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 gặp phải hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, hạn Diêm Vương được cố đúc trong hai câu thơ lục bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn, chắc là mạng vong. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn nhất đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt là những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương còn cho thấy hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Còn với các cô tuổi Kỷ Mùi, năm nay sẽ gặp hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá. Bên cạnh đó còn có cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra tranh luận, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của cô chú tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Thầy Gia Cát khuyên cô chú trong năm Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại,
thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh nhất về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.